Ngày 11 tháng 3, tại thành phố Vũng Tàu, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đã phát động cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương cho 27.710 em học sinh thuộc 29 trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương do Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 phát động diễn ra từ ngày 11 tháng 3 đến ngày 30 tháng 3 năm 2024 và chia làm hai vòng. Trong đó, vòng 1 thi theo hình thức trực tuyến bắt đầu từ ngày 11 tháng 1 đến ngày 20 tháng 3 năm 2024. Vòng 2 lựa chọn 100 em thi theo hình thức trực tiếp tại địa bàn tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Tiền Giang trong các ngày 26, 28, 30 tháng 3 năm 2024. Nội dung cuộc thi là những kiến thức cơ bản về biển đảo Việt Nam, về quân đội nhân dân Việt Nam và lực lượng cảnh sát biển Việt Nam, các quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế có liên quan đến biển đảo, về lịch sử truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc. Từ năm 2023 đến nay, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đã tổ chức 11 cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương tại 97 trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Bà Rịa Vũng Tàu, Ninh Thuận, Phú Yên, Bình Thuận, Trà Vinh, thu hút sự tham gia của hơn 62.472 em học sinh, qua đó trao tặng 500 suất học bổng, 230 xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.